Kính chào quý khán giả đang trở lại chuyên đề người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Mở đầu chương trình là thông tin các hoạt động vừa được diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, tuần qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai đã tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai và tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch 2023. Theo đó, 4 chiến dịch trọng điểm là Mùa hè xanh, Hoa phường đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh gắn với từng đối tượng đoàn viên thanh niên. Thông qua chương trình và các chiến dịch, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện được 1.054 công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng. Dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai đã biểu dương khen thưởng cho 77 tập thể và 126 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Cũng trong tuần qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức diễn đàn nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên tỉnh Đồng Nai năm 2023. Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã giới thiệu được gần 33.000 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, trong đó có trên 2.500 đoàn viên ưu tú là học sinh sinh viên. Trên cơ sở lực lượng đoàn viên ưu tú, các cấp ủy đảng đã kết nạp trên 12.000 đoàn viên ưu tú vào đảng, trong đó có 853 đảng viên mới kết nạp là học sinh sinh viên. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên chưa tương xứng với nguồn lực hiện có ở trường học. Hàng năm, tỷ lệ đoàn viên ưu tú khối trường học giới thiệu cho đảng dao động từ 10 đến 11,7% tổng số đoàn viên ưu tú toàn tỉnh. Mới đây, Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng công ty Honda Việt Nam tổ chức vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc và vũ đạo năm 2023 trong khuôn khổ ngày hội Unitour tại Đồng Nai. Từ 50 nhóm nhảy đến từ các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia vòng sơ khảo, ban tổ chức đã tuyển chọn 15 nhóm vào vòng bán kết, có 3 nhóm xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các nhóm nhảy đã mang đến những giây phút âm nhạc và vũ đạo đặc sắc, sôi động. Cuộc thi nhằm tạo môi trường để các bạn sinh viên giao lưu học hỏi, phát triển kỹ năng giao tiếp và thể hiện bản thân mình trong lĩnh vực âm nhạc và vũ đạo. Vừa qua, Hội luật gia tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tọa đàm về người đại diện và bảo vệ quyền lợi của đương sự. Tại buổi tọa đàm, các luật gia, luật sư đã bình luận, nhận định về quyền và nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, bao gồm các quyền cụ thể tại quy định như trên, đó là quyền và nghĩa vụ tham gia vào các giai đoạn của quá trình tố tụng theo quy định của pháp luật. Trong Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đó là những người sẽ tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự khi có yêu cầu và được tòa án đồng ý, có thể là luật sư, trợ giúp viên pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Tổng công ty Cao su Đồng Nai thường xuyên công tác thu tuyển lao động đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Nghệ An, Hà Giang, qua đó trực tiếp tham gia thu tuyển lao động tại hội chợ giới thiệu việc làm nhằm tuyên truyền rộng rãi về nghề khai thác mũ cao su. Và mới đây, Tổng công ty Cao su Đồng Nai cũng đã có cuộc xúc tiến về lao động việc làm tại tỉnh Cao Bằng. Hiện nay, vùng miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn vì địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, lũ lụt, lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, gây khó khăn sản xuất buôn bán. Được biết, khoảng cách chênh lệch về thu nhập ngày càng nới rộng. Thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/4 thu nhập bình quân chung của cả nước. Qua tìm hiểu về nguồn lực lao động tại tỉnh Cao Bằng, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã có nhiều cuộc trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền, tuyển chọn lao động nông thôn vào làm việc tại các nông trường khai thác, xí nghiệp chế biến thuộc tổng công ty. Thì năm nay theo cái kế hoạch hàng năm thì lãnh đạo tổng công ty có kế hoạch là tuyển dụng ở coi như là người lao động ở tỉnh Cao Bằng. Thì đây là một trong những cái vùng mà coi như là mới, mà coi như là công tác như ban lãnh đạo đặt ra là cái nhu cầu tuyển dụng theo cái kế hoạch thì từ đây đến 2025 thì hàng năm là tổng công ty cần bổ sung thêm cái nguồn lao động bị thiếu hụt khoảng từ 300 đến 500 lao động. Với cam kết khi đón bà con vào làm việc, tổng công ty sẽ tạo việc làm, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho bà con. Theo đó, tổng công ty sẽ quán triệt các đơn vị, các nông trường, nhà máy, xí nghiệp hỗ trợ kịp thời cho bà con. Đặc biệt, tổng công ty sẽ bố trí chỗ ở ổn định, hỗ trợ tiền tàu xe đi lại, đưa đón bà con về quê đón Tết, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho bà con. Mình cần phải tư vấn và giới thiệu một số điểm nét cơ bản để cho các người lao động, các em
thì trước mắt là hiểu được phần nào về tổng công ty cao su Đồng Nai, cũng như hiểu được về các công việc của mình sẽ làm, có thể sẽ làm, cũng như là các cái chế độ, cái quyền lợi mà người lao động sẽ được hưởng. Được biết trước đây số lao động tại tỉnh Hà Giang vào làm việc tại tổng công ty là lao động trẻ, rất chịu khó, siêng năng, không nề hà việc khó. Sau một thời gian vào làm việc, bà con đã quen với công việc, tay nghề ngày một nâng cao rõ rệt. Đặc biệt bà con luôn hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua, nhất là phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phong trào thi đua vượt kế hoạch sản lượng. Công an việc làm cho thanh niên thì cũng là một cái vấn đề rất là nhức nhối. Thì hiện nay thì cũng trên địa bàn huyện thì cũng còn nhiều thanh niên là hiện nay cũng chưa có việc làm ổn định. Thì hôm nay thì Hà Quảng thì cũng rất là vui mừng, phấn khởi có tổng công ty cao su Đồng Nai đến tổ chức cái hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên. Với sự nỗ lực cần cù trong công việc, có những anh chị em có thu nhập hàng tháng rất cao nhờ sản lượng khai thác nhiều. Có nhiều công nhân cuối năm tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng. Không chỉ thu nhập ổn định, Tổng công ty Cao su Đồng Nai luôn quan tâm và tạo điều kiện để bà con được học tập, nâng cao trình độ. Các cá nhân xuất sắc được giới thiệu đứng vào hàng ngũ của đảng, được chọn để tham gia hội thi bàn tay vàng cấp nông trường, cấp tổng công ty và được biểu dương khen thưởng nhân rộng điển hình trong toàn đơn vị. Xúc tiến lao động, việc làm này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã huy động trên đoàn viên thanh niên, lao động nông thôn, lao động đang thất nghiệp là người dân tộc thiểu số đến để nghe, tìm hiểu về cơ hội việc làm tại Tổng công ty Cao su Đồng Nai trong thời gian tới. Trong thời gian qua, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp phát triển thị trường lao động. Ai có vợ con thì đưa cả vợ con vào lập nghiệp ở trong đấy thì công ty tạo điều kiện cho có một căn nhà là 30 m² thì cũng với mức thu nhập của công nhân thì tôi thấy rất là ổn. Thời gian qua, tổ chức đoàn thanh niên cũng rất chú trọng nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động, làm việc tại các doanh nghiệp và nguồn cung lao động để đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu thị trường. Qua đó đã đẩy mạnh tuyên truyền thông tin trên trang website, các ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin Facebook, Zalo được nhiều doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng tuyển dụng lao động, người lao động truy cập tìm hiểu về thị trường lao động ngày càng tăng. Bản thân mình cũng như ban thuộc huyện đoàn thì cũng sẽ rất là mong muốn nó sẽ không chỉ là mơ ước mà nó sẽ trở thành hiện thực, được một lần đến thăm tổng công ty cao su Đồng Nai, thăm cái quá trình làm việc hoạt động, thăm nhà xưởng, thăm các nông trường để hiểu rõ hơn về đời sống của anh em, và mình cũng mong là đấy sẽ là một cái kênh tuyên truyền rất là tốt cho đoàn viên thanh niên ở trên quê hương Quảng Hòa. Đồng bào người dân tộc phía Bắc á, thì qua cái nghiên cứu về cái đặc điểm coi như tập quán thì đây là những cái người mà chúng tôi là đặt kỳ vọng là có một cái vấn đề cái tính coi như là cần cù trong lao động, gắn bó thiết thực, coi như là phù hợp với lại cái những cái nhu cầu về tuyển dụng lao động, đáp ứng được cái yêu cầu về sản xuất trực tiếp là cạo mũ, là công nhân khai thác mũ cao su ở dưới nhà tổng công ty cao su Đồng Nai. Những năm qua, lực lượng lao động trong ngành ngày càng giảm sút, một mặt do diện tích cơ cấu vườn cây khai thác thu hẹp, mặt khác là do sự phát triển nhanh chóng của các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, nên sự cạnh tranh thu hút lao động tăng lên, nhất là đối với lực lượng công nhân làm công tác cạo mũ. Tổng công ty Cao su Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, hoạt động trên 5 lĩnh vực ngành nghề chính được chính phủ cho phép, gồm trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su, công nghiệp cao su, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đang quản lý hơn 34.000 hectare đất, là đơn vị có quy mô lớn nhất trong toàn tập đoàn. Tổng công ty đang trên hành trình khát vọng vươn lên là đơn vị dẫn đầu toàn ngành về năng suất vườn cây, ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, khẳng định thương hiệu Dona Bruco trên thị trường trong nước và quốc tế. Xây dựng đội ngũ công nhân cao su Đồng Nai có tay nghề, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, gắn bó lâu dài với đơn vị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Đây là yếu tố quyết định trong việc giúp tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và vững vàng phát triển trong giai đoạn mới. Những cái hoạt động chăm lo cho người lao động ngoài cái thu nhập, tiền lương, tiền thưởng thì cái chăm lo đời sống vật chất và cái tinh thần cho người lao động là tổng công ty đặt lên hàng đầu.
Để thắt chặt tình đoàn kết giữa đơn vị và tỉnh Hà Giang, Đoàn Thanh niên Tổng công ty và Tỉnh đoàn Hà Giang đã ký kết nghĩa. Tỉnh đoàn Hà Giang đã hỗ trợ Tổng công ty rất lớn trong việc tuyên truyền, vận động, giới thiệu bà con vào làm việc tại đơn vị. Hai bên cũng đã có sự chia sẻ, phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên. Khi đưa bà con các tỉnh miền núi phía Bắc vào làm việc, ban lãnh đạo tổng công ty cam kết đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập ổn định cho bà con. Bên cạnh đó, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã dành cho công nhân lao động các tỉnh miền núi phía Bắc nhiều sự đãi ngộ như đặc biệt hỗ trợ nhà ở, tiền tàu xe, các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà được tổng công ty và các đoàn thể thường xuyên tổ chức. Trong thời gian đầu vào làm việc, các nông trường đã tổ chức xe đưa đón bà con, bố trí phần cây hợp lý để bà con thuận tiện trong công việc. Tổng công ty cũng đã tạo điều kiện để bà con các tỉnh miền núi phía Bắc học tập, nâng cao trình độ. Trong những năm qua, các nông trường đã bố trí nhiều công nhân miền núi phía Bắc đảm nhận vị trí quan trọng của đơn vị. Nhiều công nhân xuất sắc được bố trí làm tổ trưởng khai thác, tổ trưởng công đoàn và được tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ, được giới thiệu đứng vào hàng ngũ của đảng. Kinh hoàn toàn là kinh tế nó khó khăn, nhưng mà cái nổi bật nhất là của nông trường An Viễn là đã tổ chức được cái chợ không đồng cho người Hà Giang và Lào Cai và toàn thể công nhân trong nông trường An Viễn. Với sự quan tâm của ban lãnh đạo, các nông trường đã dần chủ động được nguồn lao động. Năm 2023, tỷ lệ sử dụng lao động đáp ứng đủ nhu cầu vườn cây. Trong khi tỷ lệ lao động người địa phương giảm dần, thì lao động từ các tỉnh phía Bắc tăng lên đáng kể. Tổng số lao động hiện có tại tổng công ty là 3.980 người, trong đó gần 700 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía Bắc. Thưa quý vị, với truyền thống vượt khó của đội ngũ công nhân cao su, Công đoàn Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tích cực trong công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, động viên kịp thời người lao động ra sức thi đua sản xuất, kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2017-2023. Trong những năm qua, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã đầu tư cải tiến công nghệ, thay đổi thiết bị ngày càng nhiều trong công tác làm cỏ, bón phân, trồng mới, làm giảm đáng kể các yếu tố nguy hiểm, độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của công nhân lao động. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế phát triển, đời sống và việc làm của công nhân lao động cũng được nâng lên. Tổng công ty đảm bảo đủ việc làm ổn định, thường xuyên cho trên 4.000 lao động. Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cao su Đồng Nai cho biết. Những cái ngày lễ Tết thì chúng tôi có những cái chính sách về khen thưởng thêm cho người lao động, và đặc biệt là nếu mà trong năm mà có cái hiệu quả cao thì tổng ty sẽ dành ra một cái khoản về phúc lợi để khen thưởng cho người lao động có những cái thành tích đóng góp trong năm. Về thu nhập của người lao động, tổng công ty luôn đảm bảo thực hiện năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân đầu nhiệm kỳ trên 9 triệu đồng một người một tháng, thu nhập bình quân cuối nhiệm kỳ trên 11 triệu đồng một người một tháng. Qua đó, công đoàn thường xuyên vận động người lao động thi đua, lao động sản xuất, tăng năng suất lao động để có thu nhập cao, đời sống người lao động ngày càng được cải thiện. Trước khi mà ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với người lao động thì tổng công ty với công đoàn tổng công ty đều ra cái bản thỏa ước lao động trước khi mà ký kết thì đều gửi đến cho toàn thể người lao động, cũng như là họp từ các tổ công đoàn thì sẽ triển khai tới từng người lao động hiểu và nắm tất cả các nhiệm vụ trọng tâm, như là cái thỏa ước lao động như thế nào để cho từng người lao động người ta nắm và người ta góp ý như thế nào, thì công đoàn sẽ là cái nguồn chính là tổng hợp tất cả các góp ý đó. Về chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tổng công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời. Số tiền đóng nộp các chế độ bảo hiểm trung bình mỗi năm trên 93,7 tỷ đồng. Chế độ nghỉ lễ Tết, nghỉ phép năm của người lao động được thực hiện theo đúng quy định. Kế đó, công tác khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể công nhân lao động được duy trì thường xuyên. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại trong các chương trình tiếp theo.